Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Bắt giam hai cán bộ CDC Ninh Thuận liên quan Việt Á. Quý vị và các bạn thân mến, chiều ngày 10 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Bá Thanh Dân, trưởng khoa dược và vật tư y tế, Nguyễn Đăng Đức, nhân viên khoa dược và vật tư y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Ninh Thuận để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về đấu thầu, mua sắm kit test gây hậu quả nghiêm trọng. Trung tá Nguyễn Việt Đức, Phó trưởng phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC03 Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết thêm, liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can trên, qua đó tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Được biết liên quan đến việc mua sắm kit test của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, ông Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc CDC tỉnh Ninh Thuận và bà Dương Thị Yến Trâm, trưởng phòng Kế hoạch Tài chính của Trung tâm cũng đã bị kỷ luật khiển trách. Trước đó, Dương Bá Thanh Dân và Nguyễn Đăng Đức đã bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến việc mua sắm thiết bị phòng chống dịch COVID-19. Theo kết luận thanh tra của các ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và CDC Ninh Thuận có mua và mượn sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á với kinh phí 74,4 tỷ đồng. Theo đó, CDC Ninh Thuận mua và đã thanh toán cho Công ty Việt Á 13,6 tỷ đồng, mượn nợ chưa thanh toán 56,2 tỷ đồng Bệnh viện Đa khoa. Qua điều tra xác minh, trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm sinh phẩm, kit test xét nghiệm COVID-19, một số đối tượng ở CDC Ninh Thuận được giao nhiệm vụ đấu thầu mua sắm đã có hành vi móc nối, thông đồng với nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á để hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Sắp xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo rửa tiền xảy ra tại công ty địa ốc Alibaba. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại công ty Alibaba vào cuối tháng 3 năm 2023, theo kháng cáo của nhiều bị cáo, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ngày 30 tháng 3, nguồn tin của phóng viên báo chí xác nhận Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Theo quyết định, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Thái Luyện và 15 bị cáo khác. Nguyên nhân do có kháng cáo của các bị cáo, khoảng 100 bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 tại trụ sở của tòa. Phiên xét xử sẽ do thẩm phán Võ Văn Khoa làm chủ tọa. Trước đó vào đầu tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch công ty cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Sau hơn 20 ngày xét xử, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện và bị cáo Nguyễn Thái Lực, em trai Luyện bị tuyên phạt về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Mai lĩnh án 30 năm tù, bị cáo Lực bị xử phạt 27 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội rửa tiền nhưng do mắc bệnh hiểm nghèo nên được hưởng án treo. Các bị cáo đồng phạm còn lại đều bị xử phạt từ 10 đến 19 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài các hình phạt, bị cáo Mai và Luyện có trách nhiệm bồi thường hơn 2.445 tỷ đồng cho 4.548 bị hại. Theo hồ sơ vụ án, với hình thức phân lô bán nền vẽ ra các dự án ma, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa gần 5.000 người với số tiền lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba sau những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, rồi tự vẽ ra 58 dự án ma và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. Để thu hút khách hàng, Luyện cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, hoặc thuê lại với giá 2% trên tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Khi đến hạn, hầu hết các khách hàng đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đã cam kết. Trong khi đó, công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Đây là vụ án lừa đảo khủng tại Việt Nam và cũng là có số lượng hồ sơ rất lớn, lên đến khoảng 1 triệu bút lục. Cáo trạng vụ án và phụ lục được diễn giải 500 trang, đồng thời có gần 5.000 người tham gia tố tụng, trong đó có 3.980 bị hại và 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Lực lượng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia đăng kiểm là cần thiết. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ công phục vụ nhân dân. Đáng chú ý, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cho phép sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Đánh giá về kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải cho phép sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm, trao đổi với phóng viên Dân Việt, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông cho rằng, trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự đăng kiểm, huy động lực lượng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng tham gia thực hiện kiểm điểm là cần thiết. Tiến sĩ Thủy cho rằng, việc Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ nhờ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hỗ trợ, có thể thấy tình trạng đăng kiểm tương đối gấp rồi, việc đăng kiểm ở mức khẩn cấp rồi. Theo thông tin từ báo chí, hàng ngày có tới hàng nghìn chiếc xe chờ đợi được đăng kiểm. Những dòng xe nối đuôi nhau dài vài km, tài xế xếp hàng 3-4 ngày là do hệ quả của việc tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm. Tiến sĩ Thủy nhìn nhận vấn đề. Theo tiến sĩ Thủy, đây là do sự chủ quan trong việc quản lý hoạt động đăng kiểm mới dẫn tới hậu quả như vậy. Khi cơ quan cảnh sát điều tra xử lý thì đã phải xử lý hàng loạt trung tâm đăng kiểm và có cả lãnh đạo cục đăng kiểm làm cho hệ thống này gần như tê liệt. Đăng kiểm phương tiện không thể dừng được vì mạch máu giao thông lúc nào cũng cần phải được thông suốt, hoạt động liên tục. Nếu phương tiện không được kiểm tra, không được đảm bảo thì nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn. Nếu phương tiện hết hạn mà chưa được đăng kiểm thì cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế xã hội, hàng hóa không có phương tiện vận chuyển. Tiến sĩ Thủy chia sẻ, nói về lực lượng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia đăng kiểm, tiến sĩ Thủy cho rằng Bộ Giao thông Vận tải đã nhìn thấy rõ vấn đề rồi, mời những đơn vị này tham gia là chuyện bình thường thôi. Về tiến độ triển khai, tiến sĩ Thủy cho hay, chưa thể triển khai ngay được mà phải xem xét năng lực cơ sở vật chất, địa điểm, bố trí các cơ sở ra sao, chuyên môn của lực lượng này cũng phải được đánh giá để tham gia đăng kiểm xe ô tô. Bộ Công an cũng có nhiều cán bộ kỹ thuật học từ Đại học Giao thông Vận tải và có các cơ sở kỹ thuật về xe ô tô. Bộ Quốc phòng có lực lượng hậu cần rất mạnh, lực lượng này đủ kinh nghiệm để đảm bảo chuyên môn, kỹ thuật và tăng thêm năng lực đăng kiểm, tiến sĩ Thủy thông tin. Tiến sĩ Thủy cho rằng kiến nghị này chỉ là giải pháp tình thế thôi, về lâu dài cần phải thắt chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng, xây dựng hệ thống đăng kiểm. Bộ Giao thông Vận tải cần rà soát lại các trung tâm đăng kiểm, hệ thống đăng kiểm quy hoạch như hiện nay đã tốt chưa? Tiếp đó, tỷ lệ xã hội hóa giữa đăng kiểm tư nhân và nhà nước đã phù hợp chưa? Tiến sĩ đặt câu hỏi. Bên cạnh đó, cần rà soát lại chất lượng kinh nghiệm của nhân sự và đạo đức của đăng kiểm viên. Cùng với đó, cần xem xét nâng cấp các trung tâm sửa chữa của các nhà sản xuất xem có phù hợp để đưa vào phục vụ đăng kiểm không. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất áp dụng có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên theo nội dung do Bộ Giao thông Vận tải quy định. Trường hợp học viên đã có kinh nghiệm trực tiếp thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa tại cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô từ 36 tháng trở lên, từ 24 tháng đến dưới 36 tháng, từ 12 tháng đến dưới 24 tháng. Có xác nhận của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng thì thời gian thực tập tối thiểu tương ứng lần lượt là 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng. Tại khoản 3 điều 19, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị áp dụng trường hợp đăng kiểm viên đã bị thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 6 điều 18, Nghị định 138, bao gồm các đăng kiểm viên đã nghỉ hưu theo chế độ, được đánh giá lại để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên. Lý do Bộ Giao thông Vận tải đưa ra là bỏ thời gian thực tập đối với các đăng kiểm viên đã có kinh nghiệm làm việc thực tế mà không trực tiếp thực hiện công tác kiểm định hoặc hướng dẫn đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên quá 12 tháng trở lên. Cùng với những nội dung nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng cho phép các đơn vị đăng kiểm đã bị đình chỉ hoạt động thời hạn 1 tháng hoặc 3 tháng theo quy định tại Điều 10, Nghị định 139 được hoạt động trở lại nếu đã đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực theo quy định tại Nghị định 139. 139.